Mới đây thông tin một công ty Thái Lan có tên là Beyond Cloud thông báo hủy sự kiện World Tour tại Việt Nam lần thứ hai với lý do là sợ fan Việt gây rối, đe dọa sử dụng bạo lực với nghệ sĩ đang khiến cho cộng đồng mạng dậy sóng. Cụ thể là Beyond Cloud là một công ty giải trí lớn tại Thái Lan, tổ chức World Tour cho bộ phim King Pusher, đưa các diễn viên đến các nước lưu diễn gặp mặt người hâm mộ. Việt Nam cũng nằm trong số các quốc gia có sự kiện, tuy nhiên trước đó thì sự kiện ở Việt Nam đã được dời lại từ cuối tháng 10, sau đó thì dự kiến tổ chức lại vào ngày 11 tháng 2 năm 2023. Những tưởng lần này mọi thứ sẽ xuôi treo mát mái, nhưng mà không, một lần nữa Beyond Cloud lại thông báo hủy sự kiện, và lần này là hủy hẳn chứ không có dời lịch nữa. Điều đáng nói ở đây là lý do mà phía công ty đưa ra, họ nói rằng hủy show là để đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ. Theo họ thì nguyên nhân là vì một số cá nhân và hội nhóm tại Việt Nam đã đăng tải những bình luận ác ý, đe dọa trên mạng đến sự kiện, lên kế hoạch gây rối, đe dọa sử dụng bạo lực đến các nghệ sĩ, nhân viên và người tham dự. Và buồn cười là bằng chứng phía công ty đưa ra chỉ là một tin nhắn của cá nhân rời ơi đất hỡi nào đó tự nhận là có anh trai làm trong phường, đời tạt mực, xé băng rôn cổ vũ khi tham gia sự kiện. Thế nhưng lừa ai thì được, chứ làm sao mà lừa được cộng đồng mạng Việt Nam. Tin nhắn này sau đó đã bị bóc mẽ là làm giả nhằm lấy cớ hủy sự kiện mà thôi. Lý do thực sự khiến cho Beyond Cloud phải hủy chương trình, nhưng họ không dám nói ra là vì bán không được vé. Được biết là phía công ty này đã tung ra đến 7.000 vé nhưng chỉ được bán 1/7 con số bỏ ra nên phải xùi kèo ngay, không là lỗ trồng vó. Với 1.000 vé được bán ra mà sự kiện này được dự kiến là tổ chức quy mô thì chắc chắn là không đủ tiền chuẩn bị, chứ chưa nói đến việc là kiếm tí cháo bỏ vào bụng. Mà cũng chả hiểu là có phải là vì bên Thái mới hợp pháp hóa cần sa hay không mà ban tổ chức khá là ảo game. Những chiếc vé đắt nhất mà họ bán ra có giá lên tới 6 triệu đồng và đắt hơn cả vé xem mấy Oppa Super Junior ở Hàn Quốc nữa. Trong khi là bộ phim mà họ quảng bá lần đầu tiên nhiều anh em chưa nghe tên. Bán không được vé lại quay sang đổ lỗi cho fan Việt và an ninh của Việt Nam là một sự xúc phạm của đất nước, trong khi rõ ràng công ty hoàn toàn có thể đề nghị hỗ trợ từ phía chính quyền nếu lo sợ an ninh không được đảm bảo. Và dù được đính chính là tin giả, công ty này vẫn vin vào đó để hủy bỏ sự kiện. Đưa ra các cáo buộc như vậy khiến cho thiện cảm và uy tín của Việt Nam bị giảm sút nghiêm trọng, ảnh hưởng tới quyết định đến Việt Nam của các công ty, nghệ sĩ nước ngoài khác nói riêng và người dân trên thế giới nói chung. Bởi lẽ không một ai muốn đặt chân tới một đất nước bị tố là không an toàn, dễ bị gây rối và dễ dàng sử dụng bạo lực cả. Ngay sau khi đăng tải bài viết hủy sự kiện, dưới bài viết của Beyond Cloud đã có rất là nhiều bình luận từ fan Việt lẫn fan quốc tế bất bình. Trong đó rất nhiều người nước ngoài không hiểu chuyện đã đồng tình với quyết định này vì cho rằng như vậy sẽ đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ, đồng thời khẳng định Việt Nam không an toàn là sự thật dù chẳng biết mấy khứa đã tới nước tôi bao giờ chưa. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến uy tín vị thế quốc gia bởi nó tạo ra những tin đồn thất thiệt, khiến cho nhiều người lo sợ không dám tới Việt Nam du lịch, học tập và làm việc. Những người anh em thiện lành trên thế giới biết được sự thật thì để lại những comment chỉ trích ban tổ chức như: lý do thực sự không ai muốn mua vé của bạn hết, đừng bao biện cho bản thân. Công ty không chuyên nghiệp, rất ô nhục. Chả ai muốn hy sinh thời gian của họ để bình luận ngôn từ kích động thù địch hoặc đe dọa bạn cả. Chỉ cần thừa nhận rằng vé của bạn không bán được là xong, quá xấu hổ với bạn, Beyond Cloud à. Thay vì xúc phạm, các fan Việt Nam hãy tự gánh lấy hậu quả do chính hành động của mình gây ra. Thông báo giả dối này là một trò đùa. Tôi không thể tin rằng công ty có đủ can đảm để đăng điều này lên và gọi nó là một tuyên bố chính thức. Điều này là rất thiếu tôn trọng người hâm mộ Việt Nam. Bạn hủy buổi biểu diễn vì một tin đồn hay bạn đang gặp khó khăn trong việc bán vé? Bạn không thuê được đội an ninh để đảm bảo an toàn cho mọi người hay sao? Điều này là rất không chuyên nghiệp và có thể là một vết nhơ. Tôi thương những người đã mua vé. Và còn rất nhiều bình luận bất bình khác nữa từ các fan quốc tế gửi tới cho công ty Beyond Cloud. Trên nền tảng Twitter, công ty giải trí của Thái Lan đã phải nhận hàng ngàn lượt bình luận chê bai, chỉ trích sự thiếu chuyên nghiệp, cũng như cách làm việc lấp liếm, lấy lý do vớ vẩn, khiến hình ảnh quốc gia khác bị bôi xấu, nhằm che đi sự kém cỏi trong khâu tổ chức sự kiện của mình và yêu cầu công ty này phải xin lỗi những người hâm mộ và đất nước Việt Nam bị vu khống. Chắc hẳn nếu có ý định xây nhà thì công ty đến từ Thái Lan đã đủ gạch để xây cả biệt thự rồi. Thực tế đã có nhiều fan Việt book vé, xin nghỉ làm, chuẩn bị quần áo súng xính các kiểu để đi dự sự kiện. Nhưng một ngày đẹp trời bỗng dưng mấy anh phải sủi kèo mà không thèm xin lỗi khán giả. Đã thế thì mấy anh còn chơi vu khống kiểu này thì ăn gạch cũng là điều dễ hiểu. Giờ ai cũng biết lý do thật sự đằng sau rồi. Lần sau thích hủy kèo thì mấy anh cứ hủy, khỏi tìm lý do chi cho mất công. Ở Việt Nam chúng tôi quen vậy rồi, tìm cách lấp liếm chỉ tổ là bôi bác thêm mà thôi. Video đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã xem nhé.